18. Cổ Khắc Tùng dẫn người ngoài đến đào Long Mạch. Theo quy định của tộc Diềm Sông. Quốc quân có phải do Khắc Tùng dẫn tới không? Vẫn còn phải chờ điều tra. Không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của Hứa Đông Mai. Đại tộc trưởng, chỉ dựa vào việc năm đó Cổ Khắc Tùng cấu kết với đầu sư tử, hại chết Đại Thông Thị Hứa Vệ Sơn, đã là tử tội. Ông che chở cho hắn như vậy, chẳng lẽ năm đó ông cũng là đồng mưu hại chết cha tôi? Đại Thông Thị minh giám, những năm nay Đại tộc trưởng vì cái chết năm đó của Đại Thông Thị ăn không ngon ngủ không yên, là bởi vì hành vi của thiếu gia mà không cảm nhận được vị ngọt, xấu hổ vô cùng. Cô xem, tóc ông ấy bạc hết rồi. Đại Thông Thị, cô không thể hiểu lầm đại tộc trưởng được. Im miệng. Chỗ này có phần cậu lên tiếng à? Đại Thông Thị, cứ làm theo ý của cô. Lão gia, dìm xuống sông. Lão gia, Hứa Hạ Hà này quá độc ác rồi, chẳng nể tình chút nào. Nếu không độc ác đã không phải Hứa Hạ Hà. Hứa gia chẳng có ai tốt lành. Hay. Cha. Hay. Không hổ là con gái của Hứa Vệ Sơn. Các con có biết tại sao Hứa gia chúng ta đứng vững chân ở Thông Hải hay không? Tại sao Hứa gia chúng ta nắm được cấm dược doanh, khiến người khác tín phục không? Chính là dựa vào tinh thần kiên trì không nghỉ ngơi. Đông Mai, chuẩn bị rượu thịt, ta muốn cùng chị con uống cho đã. Dạ được. Chu ti tế, quyền kim điểm tạp, sông đế phù dung cộng khai hợp, thùy gia trị nữ trứ la thường, hồng phấn thanh mi kiều mộ trang, mộc lan tác tàn nha tác tịch, dân mẫu bình phong quan chiếu bích, ngọc nhan niên kỷ tân thượng đầu, hồi thân liệu kiếm đa tự tu, hồng tiêu nguyệt lạc bất phục kiến, khả tích đương thời thùy phất diện. Hạ Hà, Đông Mai, mau vào đây, cùng cha uống rượu. Để con rót cho chị. Nào, Hạ Hà, cạn. Lão gia, ông vẫn còn ngồi được sao? Thiếu gia sắp bị Hứa Hạ Hà dìm xuống sông rồi. Đúng vậy lão gia, Hứa Hạ Hà này cũng quá không nể mặt rồi. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vẫn còn nhớ. Khắc Tùng đã thay chúng ta gánh đại tội giết cha Hứa Hạ Hà. Bây giờ Hứa Hạ Hà cắn chặt không buông, muốn dìm nó xuống sông. Theo tộc quy, ở trước mặt người trong tộc, đại tộc trưởng là tôi cũng không có gì để nói. Nhưng mà lão gia, chẳng lẽ ông cứ trơ mắt nhìn thiếu gia bị dìm xuống sông, ông không lo sao? Ai nói không lo? Nguyên Túc, cậu đi tìm Triệu Diệt Trạch. Tìm anh ta làm gì? Cậu tìm cậu ta, nói với cậu ta nhưng câu này có tác dụng không? Nếu như ngay cả lời của Triệu Diệt Trạch, Hứa Hạ Hà cũng không chịu nghe, vậy ở Thông Hải không ai có thể nói đỡ được. Dân, tôi đi ngay bây giờ. Ba Tào, lão gia, vì để đảm bảo chuyện này không xảy ra sơ sót, cậu đến ngoại thành Thông Hải, trúng dưới đoạt mệnh tỏa, tiếp ứng Khắc Tùng bất cứ lúc nào. Lão gia, ông rốt cuộc ý gì? Cho dù Hứa Hạ Hà chịu nghe lời của Triệu Diệt Trạch, Hứa Hạ Hà cũng sẽ không cho phép Khắc Tùng tiếp tục ở lại Thông Hải. Lúc này Khắc Tùng mà rời khỏi Thông Hải, bên ngoài Thông Hải chính là trùng trùng bao vây của quốc dân đảng. Khắc Tùng nếu như rơi vào trong tay của quốc quân, cái mạng của nó e là không giữ được. Tôi hiểu rồi lão gia, tôi đi trước đây. Triệu tiên sinh, tìm tôi có chuyện gì? Thời gian vừa đến, Đại Thông Thị sẽ dìm thiếu gia nhà tôi xuống sông. Thiếu gia là huyết mạch duy nhất của Cổ gia. Nếu như cậu ấy chết rồi, vậy thù hận của hai nhà Hứa Cổ sẽ không thể nào gỡ bỏ được. Tình thế bây giờ anh cũng biết đó, quốc quân còn đang bao vây ở bên ngoài. Có ý gì? Đó là ý gì Triệu tiên sinh chắc rõ hơn tôi. Tôi đoán bây giờ cũng chỉ có lời nói của anh, Hứa Hạ Hà mới nghe lọt. Tôi cáo từ trước. Triệu Diệt Trạch không hề lường trước được sự xuất hiện của Hứa Đông Mai. Nếu như giờ lúc này Hứa Hạ Hà còn dìm Cổ Khắc Tùng xuống sông, tình thế của Thông Hải càng mê hồ hơn. Anh ta quyết định cố gắng hóa giải thù hận của hai nhà Hứa Cổ trước. Những năm nay cho dù xảy ra chuyện gì đều là chị nợ em. Căn nhà này họ Hứa mãi mãi cũng không thay đổi. Còn về việc em quay về chấp hành nhiệm vụ gì, khi nào muốn đi, khi nào muốn ở lại, đều tùy em. Nhưng mà chị hy vọng em có thể ở lại. Bây giờ chị sẽ đi dìm xong tên khốn Cổ Khắc Tùng, báo thù cho cha. Khắc Tùng trở về là tốt. 2 năm nay ở bên ngoài chịu cực rồi, không có gì, rất tốt. Chủ yếu lần này con trở về là không muốn đi nữa. Đúng rồi cha, cha nói chuyện 6 năm trước Hứa gia bọn họ bây giờ là tình hình gì? Chuyện này vẫn cần phải tính kế lâu dài. Ta nói con về thì cứ về, sao lại còn dẫn quốc quân tới đây? Không phải, cha không biết. Tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp. Con sắp bị bắn rồi. Con nếu như không nói Thông Hải chúng ta có bảo tàng, cha nói con làm sao có thể trở về. Được rồi, hai hôm nay con cứ ở nhà, không được đi đâu hết. Con biết rồi. Lão gia, không xong rồi lão gia. Hứa Hạ Hà, bọn họ đến bắt thiếu gia. Thiếu gia, cậu mau trốn đi. Đợi đã. Trốn là trốn không được đâu. Phụng lệnh tróc nã đào phạm mưu hại Đại Thông Thị Hứa Vệ Sơn, Cổ Khắc Tùng, theo tộc quy dìm xuống sông. Đại Thông Thị, nghịch tử này tôi đã trói lại rồi. Liệt tổ liệt tông tại thượng, con Hứa Hạ Hà tuân theo di huấn. Năm đó Cổ Khắc Tùng cấu kết đầu sư tử, hại chết Đại Thông Thị Hứa Vệ Sơn, bây giờ phải chịu phạt. Dìm xuống sông để tới linh hồn Đại Thông Thị trên trời. Thần sông tại thượng, định hải thông thiên, bảo vệ con dân ta, vạn sự an khang. Đại Thông Thị, người này tạm thời không thể giết được. Triệu Diệt Trạch, anh có ý gì? Hắn đã giết chết cha tôi, giết chết Đại Thông Thị của Thông Hải. Anh có lý do gì không thể giết? Năm đó cha của cô bị đầu sư tử giết. Đầu sư tử đã bị cô xử quyết rồi. Thù của cha cô đã xem như xong. Hơn nữa, Cổ Khắc Tùng là người của chính phủ quốc dân. Chúng ta bây giờ nếu như công khai xử quyết hắn, có nghĩa là chúng ta ngang nhiên đối đầu với chính phủ quốc dân, sẽ trở thành giặc. Nếu như vậy, đội ngũ quốc quân đối diện giống dĩ là hành vi xâm lược vi phạm quân kỷ, sẽ biến thành hành vi bắt giặc hợp pháp. Chúng ta một khi bị cho là giặc, bọn họ có thể yêu cầu chi viện hợp lý hợp pháp hơn. Nếu như vậy, đối với Thông Hải chúng ta mà nói, đó là tai nạn diệt vong. Hơn nữa, cũng vừa hay trúng kế của hắn. Tôi không lo được nhiều như vậy. Cùng lắm thì chết cùng nhau. Mối thù giết cha nhất định phải trả. Cổ Khắc Tùng hôm nay buộc phải chết. Đại Thông Thị, quan quan tương báo khi nào mới hết? Giết Cổ Khắc Tùng chỉ là chết thêm một người Thông Hải thôi. Bây giờ kẻ địch đang ở trước mắt, các người còn tâm tư ở đây tàn sát lẫn nhau sao? Hơn nữa, cô hiểu rất rõ, với cái đầu của Cổ Khắc Tùng, hắn có thể làm ra chuyện cấu kết đầu sư tử sao? Tôi biết phía sau nhất định là do Cổ Khánh Phục sai khiến. Nếu như ông ta nỡ để con trai mình gánh tội thay, vậy tôi sẽ thành toàn cho ông ta, khiến cổ gia ông ta đoạn tử tuyệt tôn. Hứa Hạ Hà, Hứa Cổ hai nhà đấu đá nhiều năm, ngoài làm tổn hại lẫn nhau ra thì có được cái gì? Hôm nay nếu như có thể không biết Cổ Khắc Tùng, không phải vừa đúng khôi phục lại mối quan hệ giữa hai nhà sao? Càng huống hồ tình thế trước mắt, chúng ta nên làm chính là đoàn kết cùng nhau kháng địch. Nếu như cô giết hắn, chỉ làm cổ gia nổi thù hận. Điều này đối với Thông Hải mà nói là trăm hại không có lợi nào. Cô thân làm Đại Thông Thị, không phải nên hiểu rõ sao? Đại Thông Thị, tôi cho rằng lời của anh Triệu có lý. Trước mắt quốc quân còn chưa lui binh, nguy cơ của Thông Hải còn chưa được giảm. Bây giờ nếu dìm Cổ Khắc Tùng, đối với chúng ta mà nói không hề có ý nghĩa, chỉ khiến quốc quân nhân cơ hội, chi bằng tạm thời giữ lại hắn một mạng. Đợi chúng ta đuổi sạch quốc quân, sau khi tìm thấy chứng cứ đầy đủ, đến lúc đó xét thẩm cha con cổ gia cũng không muộn mà. Tội chết có thể tha, tội sống khó tránh. Trục xuất Cổ Khắc Tùng ra khỏi Thông Hải, mãi không được bước vào. Nếu không, giết không tha. Cảm ơn ơn tha mạng của Đại Thông Thị. Cảm ơn Đại Thông Thị. Cảm ơn Đại Thông Thị. Cảm ơn Triệu tiên sinh. Đại tộc trưởng, bây giờ đại địch đang ở trước mắt, bên nào nặng bên nào nhẹ, ông tự mình cân nhắc đi. Đông Mai, tối hôm đó trên đường anh về cửa thành đã bị đầu sư tử bắt. Em biết ngày thứ hai Hứa Hạ Hà đã dẫn người đi giết đầu sư tử trả thù cho cha em. Hai người tìm em khắp nơi nhưng mà không tìm thấy. Tại sao em lại không về? Trở về thì cha em sẽ không chết nữa sao? Hay là trở về tất cả những thứ này đều không xảy ra? Đông Mai, em có thể nào nói với anh những năm nay em sống như thế nào? Có phải ai bắt nạt em không? Là kẻ nào? Anh bây giờ sẽ đi bảo Đại Thông Thị dẫn người trút giận cho em. Không có. Những năm này em sống ở bên ngoài rất tốt, tốt đến nỗi em sắp quên Thông Hải luôn rồi. Trình Cẩm Tư, anh biết không? Lần này em trở về, ngay cả một giây cũng không thể ở thêm được. Anh đừng lo chuyện của em nữa. Đông Mai, anh biết năm đó anh không nên để em lại một mình, nhưng mà quy tắc của cấm dược doanh em cũng hiểu. Tướng sĩ giữ cổng thành không thể nào uống nhiều rượu như vậy, cho nên chức trách của anh, hay cho câu chức trách của anh không làm sai. Tất cả những chuyện xảy ra trong mấy năm nay em đều nhận hết. Đây là số của em. Lần này em trở về cũng là vì chức trách, cho nên mọi người tất cả vẫn như cũ. Nên làm gì thì làm đi. Em bây giờ muốn suy nghĩ thật kỹ. Khi nào thì dẫn Triệu Diệt Trạch đi? Là bây giờ hay là đợi quốc quân rút binh? Đông Mai, Thông Hải bây giờ bị quốc quân bao vây. Triệu tiên sinh là quân sư của chúng ta. Trước mắt Thông Hải rất cần anh ta. Cần. Lúc em cần mọi người, mọi người đang ở đâu? Đông Mai, anh không cần phải nói nữa. Em muốn yên tĩnh một mình. Anh đi đi. Cô nhận hay không nhận? Đúng thật là cứng đầu. Tôi xem cô rốt cuộc chống đỡ được bao lâu. Đừng bà, tôi xin anh. Xin anh hãy tha cho tôi. Xin anh. Sở trưởng, cứu ở trên đường, cô ta còn giết vài người Nhật Bản. Cảm ơn. Hứa Đông Mai 6 năm trước bị bán đến kỹ viện. Ban đầu, thà chết không khuất phục, chịu đựng những dạy dò con người không thể nào chịu. Sau đó, khi người Nhật Bản xâm lược, đã mạo hiểm nổ súng thoát ra ngoài. Trong quá trình chạy trốn, lại tình cờ gặp được sở đặc vụ hành động và được cứu. May mắn được sở trưởng xem trọng, trở thành một thành viên của kế hoạch đào tạo đặc công, sở đặc vụ quốc dân đảng. Hứa Đông Mai lúc bắt đầu tiếp nhận huấn luyện thảm không hề có nhân đạo. Có lẽ là máu huyết của người Thông Hải. Cô ấy đã vượt qua được quá trình huấn luyện gian khó đó, trở thành một đặc công cao cấp của quốc dân đảng. Cô ấy bây giờ trong lòng vô cùng phẫn hận. Thay vì nói phẫn hận, thực ra càng là tự ti. Cô ấy sợ mọi người biết những chuyện cô đã từng trải qua, biết được những chuyện đã xảy ra trên người cô ấy. Đông Mai thế nào rồi? Tôi cứ cảm thấy Đông Mai 6 năm nay ở bên ngoài sống không hề tốt. Tôi cũng cảm nhận được. Tôi còn cảm nhận được nó tràn đầy thù hận với Thông Hải. Nhưng tôi không biết phải giúp nó như thế nào. Nhưng hai người dù sao cũng là chị em, máu mủ ruột rà, là người thân duy nhất của cô. Đạo lý này tôi hiểu. Ngày nhớ đêm mong, mong chờ 6 năm, nhưng không nghĩ đến gặp mặt trong tình huống này. Khi chưa gặp mặt tôi đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ làm sao đối tốt với nó, làm sao bù đắp thiếu sót của người làm chị trong 6 năm nay. Nhưng mà một khi gặp nhau lại biến thành không cách nào thích ứng. Đều tại tôi. Nếu như lúc đó tôi không đi, anh đã tự trách bao nhiêu năm rồi. Nội tâm không hề dễ chịu. Chuyện này không trách anh được. Muốn trách thì trách số mệnh. Tóm lại, chuyện của Đông Mai không gấp được. Đúng rồi, bảo các huynh đệ của Đoạn Mệnh Tọa trong trại quốc quân đang bao vây. Cổ Khắc Tùng một khi ra ngoài, chỉ cần được quốc quân bắt lấy chính là một chữ chết. Dặn dò xuống dưới, có động tĩnh gì báo cho tôi. Đại Thông Thị suy nghĩ sâu xa. Vừa nể mặt của Cổ gia, lại để người của Thông Hải biết Đại Thông Thị không hề tính toán món nợ trước kia, lấy đại cục làm trọng. Tôi đi trước đây. Thiếu gia, không sao chứ? Sao giờ mới tới? Trên đường bị chậm trễ thời gian. Mau. Lão gia bảo tôi đón cậu về nhà. Đi thôi. Lão gia đúng thật là liệu sự như thần. Người duy nhất có thể thuyết phục Hứa Hạ Hà thả người chính là Triệu Diệt Trạch. Tôi còn không sợ mời được anh ta. Anh ta còn tích cực hơn tôi nữa. Tất nhiên rồi. Dù sao Khắc Tùng và Hứa Đông Mai đều là người của quốc quân. Cậu ta không thể nhìn thấy người của mình chết ở Thông Hải đúng không? Nhưng mà cũng kỳ lạ, anh ta nói Hứa Đông Mai cũng là người của anh ta. Vậy có kỳ lạ đâu. Bây giờ bên ngoài binh đao loạn đạc, quốc quân chia binh mãi mã khắp nơi. Tòng quân là ý nguyện của người trẻ tuổi. Cậu nói Khắc Tùng sao lại gặp phải Hứa Đông Mai chứ? Đợi nói vậy tôi phải hỏi xem. Lão gia, thiếu gia vệ sinh cá nhân xong rồi. Cha, con biết là cha không bỏ con. Con là hậu nhân duy nhất của Cổ gia, có phải không? Khắc Tùng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này nói ra thì dài. Nói thế nào nhỉ? Con nói đơn giản cho cha biết. Sở đặc vụ phái người đến điều tra Khúc Kiêu Thiên, chính là người ở bờ bên kia, sư trưởng của bọn con. Ông ta không phải buôn lậu vũ khí sao? Đem tất cả hết mọi chuyện đẩy lên người con. Ông ta chỉ muốn bảo vệ mình. Bữa đó sắp sửa bắn con. Con thấy tình hình vô cùng cấp bách, con phải giữ mạng, nên đã nói chuyện Thông Hải có lông mạch ra, đơn giản giới thiệu ông ta. Vậy Hứa Đông Mai lại là chuyện gì? Sao cô ta lại tham gia vào đây? Cô ta chính là người của sở đặc vụ phái tới để giám sát sư trưởng. Lúc đó con và sư trưởng nói chuyện của Thông Hải. Con vừa nhìn liền thấy cô ta là người Thông Hải, nên con đã kéo cô ta đi cùng. Lúc đó con nghĩ trên đường hai người con cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Con muốn nửa đường chạy trốn. Hứa Đông Mai trở thành người của sở đặc vụ khi nào? Cái này con không biết. Tóm lại trên đường con từng hỏi, cô ta không nói. Nhưng mà con cảm thấy Hứa Đông Mai này không giống với trước kia. Khắc Tùng, Con lần này trở về có thể sống đã là may mắn. Nghe cha khuyên một câu, ngoan ngoãn trốn trong mật thất, không có lệnh của cha không được phép ra ngoài. Ý cha là nghe ta nói, nếu như tin tức ta giấu con ở trong nhà bị người khác tiết lộ, ngay cả cha cũng không giữ được mình. Được rồi, con biết rồi. Bây giờ đi ngay. Ăn cơm xong rồi đi. Được, con đi. Lão gia, bây giờ không phải là lúc vội vàng, phải mau chóng nghĩ đối sách. Lỡ như Hứa Hạ Hà tìm tới cửa, chúng ta sẽ tiêu đời. Cha, thả con ra ngoài. Ba Tàu, chú Ngủ, người đâu? Chú Ngủ, giờ này chú cho tôi ra ngoài cho chút đi. Lại không có ai nhìn thấy. Không được. Tại sao không được? Chính là không được. Không phải cha tôi lại không biết. Chú thả tôi ra ngoài chơi một lát đi thì có gì đâu chứ. Tôi thả cậu ra ngoài hóng thuốc gió đã phải gánh chịu rủi ro rất lớn. Nếu lão già biết, chân tôi sẽ bị đánh gãy mất. Tóm lại chú không nói, ông ấy không nhìn thấy. Được rồi, trời không còn sớm nữa, sớm về nghỉ ngơi đi. Không về. Cậu có về không? Không về. Tôi hỏi cậu lần nữa, rốt cuộc có về không? Không về. Chú Ngủ, trả đầu phòng cho tôi. Chú Ngủ. Được, ở thêm chút nữa. Khúc Kiêu Thiên lập kế hoạch chiến đấu, giao chiến với cấm vực doanh. Trên núi đẩy mạnh huấn luyện, đối phó với sự tấn công của quốc quân. Nhưng mà ở xung quanh Thông Hải, trên con đường đi lại với danh trại quốc quân, điều khiến Hạ Hà cảm thấy nghi hoặc là cô ấy không phát hiện ra tung tích của Cổ Khắc Tùng. Với sự bố trí nghiêm ngặt của hai bên, chắc chắn sẽ không bỏ sót hành tung của bất kỳ người nào. Nên cô ấy đã đến Cổ gia hỏi tội. Lão gia, Đại Thông Thị tới rồi. Lão gia. Đại Thông Thị, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ quốc quân đánh vào rồi? Ông không phải không biết, nhiều năm như vậy Thiên Nhiên lão tử cũng không đánh vào được. Đúng vậy. Ông có phải có chuyện gì giấu tôi không? Không có. Các người làm gì? Đại Thông Thị, cô có ý gì? Đại Thông Thị, cô như vậy không hay lắm. Cô dẫn theo người ở trong nhà của người khác, lục soát lung tung, là không để đại tộc trưởng trong mắt. Hỗn sự. Đúng, hỗn sự. Nói cậu hỗn sự đó, không được vô lễ với Đại Thông Thị. Đại Thông Thị, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại tộc trưởng, sao tôi nghe nói ông không có đưa Cổ Khắc Trung đi? Hắn vẫn còn ở Thông Hải. Đại Thông Thị, lần trước cô tha cho khuyển tử một bạn, lão hủ trong lòng vô cùng cảm kích. Tôi cảm thấy tôi không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại trấn Thông Hải nữa. Sao tôi dám giữ nó lại chứ? Đây là Cổ gia chúng tôi, nợ Hứa gia cô. Ông nghĩ như thế là tốt nhất. Hy vọng ông nói đều là sự thật. Đại Thông Thị, bây giờ quan trọng nhất là mau chóng đánh lui quốc quân ở đối diện. Cô có yêu cầu gì cứ nêu ra, Cổ gia chúng tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ. Hay là tôi giao hết toàn bộ gia đình cho cô để cô chỉ huy? Không cần. Đi. Lão gia, cô ta là có ý gì? Đóng cửa lại. Vâng, lão gia. Cô ta có phải đã nghe thấy tin tức gì không? Hôm qua, thiếu gia muốn ra khỏi mật thất hít thở không khí, tôi đã thả ra ngoài. Hay là có ai nhìn thấy rồi? Nếu như để tôi nhìn thấy. Cậu chưa có sự đồng ý của tôi đã thả thiếu gia ra, tôi đánh gãy chân cậu. Lão gia yên tâm, cậu ấy sẽ không ra nữa. Nguyên Túc, chuyện này tôi nghĩ qua rồi. Chúng ta phải làm trước Hứa Hạ Hà. Làm như thế nào? Tôi chuẩn bị đem người của chúng ta toàn bộ đưa đến cấm dịch doanh, tiêu diệt sạch sẽ đối diện. Lão gia, chuyện này vẫn cần phải tính kế lâu dài. Người của chúng ta vốn dĩ không nhiều. Gia đình của Cổ gia, Ngũ gia, Ba gia, tất cả đàn ông cộng lại cũng chỉ có 30 mấy người. Đánh trận là phải chảy máu, cộng thêm bị thương tàn tật. Vậy Cổ gia sẽ không còn người nữa. Làm sao đối phó Hứa Hạ Hà? Nhưng mà Khắc Tùng không thể ở lại Thông Hải được. Nó phải ra ngoài. Phải. Chỉ có tiêu diệt đối phương, chuyện này mới có thể kết thúc. Nếu như Hứa Hạ Hà nắm được chuyện Khắc Tùng bán đứng Thông Hải, còn có 6 năm trước nó đưa rượu lên núi làm hôn mê cấm diệt doanh, nội ứng ngoại hợp với đầu sư tử, giết chết cha cô ta, Cổ gia chúng ta sẽ tiêu đời. Nhưng cho dù có cộng thêm 30 mấy người, muốn tiêu diệt đối phương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Viện binh của quốc quân sắp tới rồi, đến lúc đó muốn phá Thông Hải dễ như trở bàn tay. Người của chúng ta quá ít rồi. Hết cách rồi. Xem như là cược một ván. Chỉ có tiêu diệt hết đối diện, rồi âm thầm đưa Khắc Tùng ra khỏi thành. Khắc Tùng không thể cả đời ở trong mật thất được. Vậy cứ làm theo ý của lão gia. Cậu đi chuẩn bị đi, nói rõ ràng với bọn họ, người của chúng ta tham gia cấm dịch doanh, mục tiêu không chỉ là đánh lui quốc quân, mà là phải tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng, một người cũng không chừa. Tôi vẫn phải bói một quẻ trước.